Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với độ tin cậy chính trị cao. Hai bên đẩy mạnh tiếp xúc giao lưu các cấp, gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam của Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công Nương. Năm 2023, Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ đầu năm đến nay, đã có gần 500 hoạt động kỷ niệm được tổ chức ở cả hai nước. Dự kiến trong chuyến thăm sắp tới, Bộ trưởng Kamikawa Yoko sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và tiếp kiến các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.